Có rất nhiều nhà làm phim tự hào vì đã làm ra những bộ phim rất hoành tráng. Tuy nhiên, không nhiều người có thể tự hào vì đã xây cả một tòa thành đầy đủ chức năng để làm bối cảnh cho bộ phim của họ. Đó là những gì đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc Trần Khải Ca đã làm với bộ phim sắp chiếu của ông, Legend of the Demon Cat, Yêu Miêu Chuyện. Ông đã cho tái hiện lại ngôi thành Trường An thời Đường với toàn bộ hồ, sông, cây cối, cung điện, nhà cửa và hang động. Quá trình xây dựng kéo dài 5 năm với kinh phí khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Tôi đã có ý tưởng làm việc với hai nhà thiết kế trẻ và tôi nói với họ rằng họ phải sống với tôi trong 6 năm. Kế hoạch của tôi là sẽ dành 2 năm để thiết kế và 4 năm để xây dựng bối cảnh và mọi người đều đồng ý với tôi. Thời điểm mà chúng tôi bắt đầu làm, họ chưa có bạn gái. Vậy mà bây giờ con họ đã 3 tuổi rồi. Yêu Miêu Chuyện là câu chuyện về một con mèo có thể biến thành người bị một nhà thơ Trung Quốc và một nhà sư Nhật Bản truy đuổi. Bộ phim dự kiến sẽ được công chiếu ở Trung Quốc vào ngày 22 tháng 12.